Đồng Nai có 3 đơn vị xét nghiệm khẳng định COVID-19 là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, sự đóng góp thầm lặng của những kỹ thuật viên xét nghiệm là vô cùng quan trọng, góp phần nhanh chóng khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Làm việc trong môi trường nguy cơ cao, phải mặc đồ bảo hộ liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, bất kể cả ngày, đêm, để thực hiện hàng trăm mẫu xét nghiệm mỗi ngày, thậm chí có những ngày lên tới hàng ngàn mẫu, như đợt xét nghiệm cho những người tham gia công tác bầu cử vừa qua. Mỗi đơn vị thực hiện gần 20.000 mẫu trong thời gian ngắn. Công việc tuy áp lực, đối diện nguy cơ lây nhiễm, nhưng những người làm công tác xét nghiệm COVID-19 vẫn luôn kiên trì, gắn bó. Vừa nhận được cái chỉ đạo mà xét nghiệm cái bầu cử hiện nay với cái số lượng rất là lớn á, thì phải nói là cái công việc nó tăng đột ngột và rất nhiều, thì đòi hỏi là phải chuẩn bị rất kỹ và phải là làm 24/24, thời gian quá ngắn bắt buộc phải làm 24/24 để hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Còn về áp lực công việc thì công việc nó đến thì mình phải đón nhận thôi, khi nào mà hoàn thành rồi lúc đó mình mới thoải mái được. Còn bây giờ thì ai cũng trên tinh thần là 24/24. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư này, công việc của các nhân viên xét nghiệm COVID-19 tăng lên gấp nhiều và vất vả hơn. Nhiều lúc các kỹ thuật viên phải thức xuyên đêm để làm việc cho kết quả sớm nhất. Tiến hành là sàng lọc trên diện rộng thì cái lượng mẫu nó rất là lớn. Cho nên tụi em lúc nào cũng phải có mặt ở phòng lab để làm cái lượng mẫu đó. Cứ trung bình mỗi lần mà vô trong cái phòng lab này thì tụi em mất khoảng 5-6 tiếng ở trong phòng này, sau đó mới đi ra để làm các khâu tiếp theo. Thì nó rất là căng thẳng và có khi nhiều hôm mà chúng em phải làm cả đêm luôn để mới kịp tiến độ để cho ra kết quả xét nghiệm. Có thể nói rằng là trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19 thì cái mấu chốt để chúng ta triển khai các cái hoạt động phòng chống dịch đó là chúng ta phải xác định sớm được các cái ca nhiễm. Như vậy thì cái việc mà chúng ta phải sử dụng cái xét nghiệm làm sao phát hiện nhanh nhất tất cả những cái ca dương tính, thì lúc đó là chúng ta sẽ thực hiện được cái việc là cách ly riêng, đồng thời là thực hiện cái truy vết tất cả các cái đối tượng tiếp xúc với ca dương. Đấy, thì cái vai trò của xét nghiệm rất lớn trong cái việc là tổ chức các cái hoạt động mà truy vết cách ly nhằm ngăn chặn cái quá trình lây lan. Cũng theo bác sĩ Bạch Thái Bình, để nâng cao công suất xét nghiệm và đáp ứng trong tình huống dịch bùng phát lớn, trung tâm đào tạo thêm cán bộ y tế cơ sở và sinh viên ngành y trên địa bàn tỉnh thực hiện việc lấy mẫu, đồng thời tăng cường thêm trang thiết bị và bổ sung đào tạo thêm cán bộ dự phòng trong trường hợp cần xét nghiệm với số lượng mẫu lớn.